Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị, trong đêm qua thì do chịu ảnh hưởng của một dạnh áp thấp có trục ở vào khoảng 21-24 độ vĩ bắc, kết hợp thêm với một vùng hội tụ gió lên đến mực 5.000m, nên ở Bắc Bộ tiếp tục đã có mưa rông, trọng tâm mưa tập trung chính tại khu vực Trung Du và vùng núi. Dự báo trong ngày hôm nay, mưa sẽ vẫn còn tiếp diễn. Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An sẽ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, với lượng mưa từ 30-60mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 80mm trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, mưa chỉ tập trung về chiều tối và đêm là chủ yếu. Do vậy mà vào ban ngày, trời vẫn có những khoảng tạnh ráo và có nắng. Dự báo nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ lại tiếp tục duy trì ở ngưỡng cao từ 33-36 độ. Oi nóng vẫn xảy ra ở khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có cả thủ đô Hà Nội. Cảnh báo khoảng từ chiều tối ngày mai 31 tháng 7 tới ngày 2 tháng 8, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xảy ra một đợt mưa dông trên diện rộng nữa. Ở miền Trung, trong ngày hôm nay dưới tác động của gió phơn Tây Nam, nắng nóng vẫn xảy ra trên diện rộng ở hầu khắp các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến tận Phú Yên, với mức nhiệt phổ biến từ 36-37 độ. Riêng tại vùng từ Thừa Thiên Huế trở vào đến Quảng Ngãi, tỉnh Bình Định và khu vực Cam Ranh của Khánh Hòa là những nơi có gió phơn hoạt động mạnh mẽ nhất, nên trời có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao từ 38-39 độ. Ninh Thuận và Bình Thuận là hai tỉnh không ảnh hưởng của gió phơn Tây Nam nên không xảy ra nắng nóng, nhiệt độ ngày dao động trong ngưỡng từ 33-35 độ. Còn tại phía Nam, do gió mùa Tây Nam vẫn duy trì cường độ mạnh, vì thế mà trong khoảng từ nay cho đến hết ngày 31 tháng 7, tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ liên tục có mưa rào và rông, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, với lượng mưa từ 30-60mm, có nơi trên 80mm trong vòng 24 giờ. Còn ban ngày trời vẫn có nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên là từ 29-31 độ, còn tại Nam Bộ duy trì mức nhiệt từ 32-33 độ. Trên biển trong những ngày đầu tháng 8 tại khu vực Bắc Biển Đông, có khả năng sẽ xuất hiện một vùng xoáy thuận nhiệt đới hoạt động. Cụ thể, theo mô hình dự báo của Trung tâm Khí tượng Hải quân Hoa Kỳ, vào khoảng ngày 4 tháng 8, một giải hội tụ nhiệt đới trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương sẽ hình thành. Trên giải hội tụ nhiệt đới này thì sẽ xuất hiện một vùng áp thấp ở vùng Bắc Biển Đông. Dự kiến lúc 12 giờ ngày 4 tháng 8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc, 116,2 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam 530 km về hướng đông. Áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong những ngày sau đó. Tuy nhiên, mô hình dự báo có thể sẽ còn thay đổi trong những ngày tới. Vì vậy, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật về áp thấp này trong các bản tin tiếp theo. Còn ngay sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi có mưa to đến rất to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ, có nơi dưới 27 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Phía Nam từ 33-36 độ. Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, có nơi trên 30 độ. Nam Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.